Tôi xin giới thiệu chương trình của ngày hôm nay. Giáo sư Vũ Sinh Hiên là một trong ba ông tham gia ngày hôm nay sẽ là MC của chương trình. Chúng ta đụng một tràng pháo tay để giới thiệu với MC của chúng ta. Bây giờ giữa là ông Nguyễn Văn Hãn, chủ nhà này. Xin MC giới thiệu chủ nhà có đôi lời chào mừng quý vị. Thưa quý vị, thưa các bạn, và như vậy là các cuộc họp mặt mà hạ nêu như thế này, chúng ta đã có trên 25 năm rồi đấy. Từ ngày ra Tiến Lộc cải tạo về, đi du học, tốt nghiệp du học Đại học Đại học Sư Hòa về. Và thì chúng ta có ngay những cái vụ này, và như vậy là năm nay kể 6-7 năm rồi. Bỗng dưng tôi nhớ lại những khuôn mặt ngày xưa ngồi ở đây. Tôi lấy ví dụ nhạc sĩ Lê Thương, nay không còn nữa. Ông bà Phạm Đình Khiêm còn, nhưng mà không thể đến đây được. Học giả Võ Long Tê hiện tại đang ở Canada. Ai nữa nhỉ? Ông bà Hùng Lân, và toàn là các vị ngày xưa cũng ngồi ở những cái hàng ghế này như chúng ta ngày hôm nay để hạ nêu. Hôm nay không còn nữa. Anh chị, chị Tâm Vấn. Chị Tâm Vấn là ca sĩ cũng đã từng góp tiếng ở đây. Hôm nay chúng ta lại có một lớp già mới, một lớp trẻ mới, và chúng ta nối tiếp nhau cứ hàng năm vào ngày 7 chúng ta đến đây để hạ nêu. Bây giờ chúng tôi xin phép được hân hạnh giới thiệu cụ chủ nhà. Cụ chủ nhà anh Hán, mời anh có đôi lời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng như mọi năm, gia đình chúng tôi lại được hân hạnh tiếp đón quý vị trong cái bầu không khí thật là ấm cúng và có tính cách gọi là gia đình. Chúng tôi cầu mong trong năm mới xin ơn trên ban cho quý vị được dồi dào sức khỏe, và buổi tối hôm nay thì được vui vẻ trọn vẹn. Cảm ơn anh. Vâng, 20 mấy năm rồi anh vẫn để cho chúng tôi mượn cái nhà của anh và tung hoành vào mỗi ngày mùng 7 Tết. Mà bây giờ thì thế này, cái đấy cha Tiến Lộc cũng nói là chúng tôi giới thiệu chương trình. Thực ra chương trình đến đây mới có, chương trình chúng ta gặp nhau rồi mới thành chương trình. Cho nên chỉ có một số những cái điểm sơ khởi trước. Năm ngoái chúng tôi hát rất nhiều bài xuân, và những năm trước nữa chúng ta hát nhiều bài xuân. Năm nay chúng ta hướng về Biển Đông, hát Bạch Đằng Giang hoặc là Bóng Cờ Lau vân vân. Nhưng mà trước hết chúng tôi xin mời ca trưởng Hoàng Hương lên đây để tập cho chúng tôi bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông của nhạc sĩ Hùng Lân. Tôi nhận thấy ở ngồi dưới có hai linh mục, cha Tước dòng chú Thế và cha Quốc dòng chú Thánh Thần. Cha Tước thì cha Nghiêm dòng chú Đề, và cha Nghiễm đâu nhỉ? Cha Nghiễm ngồi đâu? Ngồi ở chỗ nào nhỉ? Đấy có rồi. Thế còn trong cha Quốc. Cha Quốc ở chỗ nào nhỉ? Đây ạ, anh ngồi ngay đầu đây. À vâng, kính chào cha. Oh.
Nhất là đất thầy thầy chúng mình đấy, và nó có từ những đầu thập niên 60 cơ.
Vâng, cha tước có vẻ ngạc nhiên mà thời chúng tôi còn trẻ cơ, hôm nay chúng tôi già rồi và trùng dương thì vẫn còn sống, sống mạnh, sống hay. Và bây giờ thì xin mời ca trưởng có đôi lời với anh nhé. Dạ thưa chúng con là Trùng Dương, xin chào tất cả các quý vị quan khách hiện diện nơi đây. Bác ca trưởng thì có giao cái nhiệm vụ cho con được nói cái lời chào và lời chúc sức khỏe đầu năm mới đến tất cả mọi người. Có lẽ vì bác thấy là con trẻ trung và xinh tươi nhất trong giai đoạn. Bác Hiên có nói là ca đoàn Trùng Dương là một ca đoàn mà có cái tuổi thọ lâu đời nhất. Thì con nghĩ rằng bác Hương ca trưởng muốn giao cái nhiệm vụ để chúc mừng năm mới, để chào mừng cho trẻ lớp trẻ của con. Thì bác ca trưởng muốn nhắc là tuy là Trùng Dương có một cái tuổi thọ thật sự lâu dài, nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn có những lớp trẻ trẻ trung xinh đẹp như con chẳng hạn. Và có nghĩa là Trùng Dương khẳng định rằng sức khỏe và sức trẻ của Trùng Dương lúc nào cũng thấy mãi đi theo với thời gian. Và ngày hôm nay thì để chúc mừng năm mới cũng là để tham gia cái buổi hành trình đầu tiên, thì chúng con bắt chọn hai bài là Cung Đàn Xưa và Con Buồn Vui. Cung Đàn Xưa thì các cô chú ở đây có thấy là Cung Đàn Xưa có nghĩa là ý là nói Trùng Dương từ bao đời nay vẫn lúc nào cũng nâng cao tiếng ca tiếng hát, và cho đến ngày hôm nay cho dù tuổi tác qua đi, cho dù thời gian qua đi, thì tất cả là những anh chị em cô chú trong ca đoàn Trùng Dương lúc nào cũng vui vẻ để bước lên thang lên con đường phục vụ. Và xin gửi lời chúc mừng năm mới tất cả mọi người, và sau đây là hai bài ca của ca đoàn Trùng Dương. Bài Con Đường Vui là một bài cái thế hệ các quý vị đã lớn tuổi như nào cũng biết cả, cho nên nếu mà ai còn nhớ được tí nào thì xin cứ tự nhiên mà hát theo với chúng tôi, bởi vì con đường vui là con đường hạnh phúc của anh em chúng ta, tất cả mọi người cũng chỉ có hai nhà. Nếu mà không hát theo được cũng xin hiến ý với anh em chúng tôi nhé. Con đường vui chúng tôi lên đi. Thank you.
Xin cảm ơn các bạn Trường Sơn. Khi mà các bạn hát bài con đường vui, tôi nhìn thấy ở dưới này anh bạn áo xanh, xin phép gọi là ông bạn đi. Chúng ta chắc ngoài 70 cả rồi. Chúng ta hát từ cái hồi chúng ta còn đang ở trung học. Để thất để lùng là chúng ta hát bài rồi. Và nếu mà chúng ta cứ hát sáng say như thế này, nếu chúng ta cứ giữ cái tinh thần như thế này, thì nếu mà có tàu lạ đâm vào chúng ta cũng chẳng sợ. Hả? À, không có sợ gì hết ạ. Ta sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, ta sẽ là cánh hoa cho con lại lên đường. Ta sẽ là lá chắn che cho suốt đời mơ, vì con là con ta, con của à dân ngoan, vì con là con mẹ, con của lười bắt chuột lắm, cho nên trong nhà vẫn có chuột.
Một hôm có con chuột mẹ nó đẻ ra được 7 chuột con. Nó mới nói 7 chuột con thế này: các con ơi, khi nào con mở mắt vẹn tai, chân cứng cáp, mẹ sẽ dẫn chúng con đi khắp cái danh sơn này, nhiều đồ ăn lắm. Thế là 7 chuột con chờ cái ngày đấy. Và cái ngày ấy đã đến. Chúng nó mặc áo quần tử tế để sẵn sàng đi tham quan cả cái lâu đài ấy. Thì đồng thời con mèo cũng trực sẵn ở chân cầu thang, vì biết bữa nay mình sẽ được bữa ăn no nê. Thế là vừa chuột mẹ vừa dẫn 7 chuột con ra khỏi tổ một cái, thì con mèo nó nhịn đói không nổi, nó ngáp một cái. 7 chuột con mặc dù chưa thấy con mèo bao giờ, run bần bật và năng mặt. Thì lúc đó con chuột mẹ mới ra lệnh thế này: các con núp vào để mẹ đối phó. 7 chuột con nghe mẹ núp hết, và con chuột mẹ quay về hướng con mèo tằn hắn. Xong rồi cất tiếng wow 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 wow, con mèo cong đuôi chạy mất. Con chuột mẹ quay lại 7 chuột con và nói thế này: các con thấy chưa, biết một ngoại ngữ có lợi lắm chứ. Những người mà đã cùng chúng con từ nhiều năm qua cứ đến hẹn lại gặp nhau trong ngày hôm nay. Với một cái cách phối âm lại tươi mới. À, năm hôm nay thì được radio chúng con vắng hai người, chỉ còn hai người thì hai người đang ở quê chưa lên, cho nên sẽ được học sinh xuất hiện cùng hát với được radio đón xuân cùng chúng con. Vui
cùng bao hồng sao hướng say diệt lòng tôi trời xa bầy chim tung bay hát vui đắp mình ngồi làm tương lai ta nghe gió về đàn thiên anh muốn tiếng đàn xuân nâng niềm vui cho đời xanh không hẹn lời dù thương xót đời tình yêu đời tàn đêm trái chưa rất lâu xuân tươi thay hoa Credo sẽ chấm dứt phần biểu diễn của Credo và Suy Việt bằng Hoa Xuân Ca của Trịnh Công Sơn. Một đùa hoa tình đời.
đời sẽ cho lộn và đời sẽ cho hoa. Em giữ yêu bên ngọt và tôi đứng hai bên. Số ngàn từ Bắc chí Nam khoảng 1.500 ca đoàn, ca trưởng độ chừng với số ca đoàn đó thì có độ 3.000 ca trưởng lớn nhỏ, thì một nhà thờ trung bình có từ 5 đến 10 ca đoàn, mà nguyên thành phố này đã 150 cái nhà thờ rồi và cả nước. Nhưng mà cái nhóm kinh thì chúng tôi đếm trên đầu ngón tay, đếm trên đầu ngón tay, nhóm này đã sống được 20 năm với một chương trình kịch phúc âm do tác giả Trần Duy Nhiên vừa cử hành lễ dỗ lần thứ hai ngày hôm qua, và vào mùa xuân anh đã về với Chúa. Anh viết trên 20 vở kịch và nhóm Raboni đã thừa hưởng cái gia tài, vì trong đó có con gái của anh ở trong nhóm, và nhóm Raboni tiếp tục mỗi một mùa phỏng, mỗi một mùa chay theo tôi đi giảng trên 6 địa phận, trên 100 xứ và trên 50 cộng đoàn. Tổng số diễn lần lên dân sân khấu trên dưới 1.000 lần từ 20 năm nay, và bây giờ vẫn còn, không dám nói là chết, nhưng mà nhẹ nhàng hơn. Như mùa chay này cũng sẽ diễn 2-3 lần, như mùa vọng vừa rồi cũng 3 lần. Và các em thì không phải sở trường hát, nhưng các em xin hát một bài với tính cách là để phục vụ, bài hát nhan đề Mạc Ta. Thank you.
một cây đuốc đã biến thành một cái gậy và giờ đây lại thêm một cây đuốc nhỏ nhỏ. Không biết lần này, wow! Cây đuốc đã biến thành một bông hoa hồng xinh xắn. Chai Coca-Cola đã được đặt vào trong một cái bao giấy rất là mỏng manh. Làm gì đây? Wow, chai Coca-Cola đã biến mất. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đã thành công. Thưa quý vị thấy cơn lễ có cái ban nhà hợp xướng tuy là ít người nhưng mà toàn là giọng ca điêu luyện, có tập tành nào mà dưới quyền điều khiển của nhạc sĩ Nguyễn Bách. Và trong số các ca sĩ ấy có một cô cũng từ điểm hẹn sau mai điểm hẹn mà ra, và hôm nay cô Hưng vì không khí rất là dễ thương cho nên trước khi ra về cô muốn trình bày một bài hát, và chúng tôi xin mời cô Lan Trinh ạ. Lan Trinh ạ. Lan Trinh rồi. Xin chào quý gia, xin chào các cô, các bác, các cô chú lớn tuổi. Đây là bài hát mang tên là Sài Gòn Twist, nói về tâm sự của một cô gái. Chắc là con đó, Tết này con được đi Sài Gòn chơi nên đây là cái tâm sự của con trong bài hát này. Càng ca khúc Sài Gòn Twist ạ. Dạ, tên Sài Gòn Twist. Điều vui đi Sài Gòn chơi, đến Sài Gòn chơi, đi công viên sân thu đón xích lô đi lòng vòng mà chơi. Ôi Sài Gòn, ôi thành phố lấp lánh sao rơi trên sông lặng lư tàu đi. Trong không gian
trên. Đi phiêu du trên phố thấy trái tim ta rạo rực tình yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Bách rất là trẻ trung, cho nên chung quanh nhạc sĩ Nguyễn Bách đều là các ca sĩ rất trẻ, hát trẻ như vậy. Anh Tiến ơi, cái già chúng ta bây giờ bảo đi Sài Gòn chắc ngại quá mà. Giờ này bảo chúng tôi ra Sài Gòn thì chúng tôi ngại lắm đấy. Tiếp theo đây là tiết mục của các đệ tử, dòng các đệ tử sinh viên dự tập và dòng trường như thế, và hát một bài bằng tiếng Pháp. Cái câu này tôi xin tất cả cộng đoàn cùng tập với tôi. Ở trong chúng ta đây có một giáo sư người Anh và một người Pháp. Cô giáo sư người Anh là cô Vicky Victoria Candelaria, giáo sư Anh văn của các sinh viên dòng trường quốc tế ở Kỳ Đồng cũng như ở Mai Thôn. Lại có cô Y chuyên viên xã hội đi khắp các nước Á Châu để giúp đỡ về công tác xã hội. Một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Pháp, nên tôi chọn cái bài điệp khúc sẽ là tiếng Pháp mà phiên khúc là tiếng Anh. Tôi xin hát để hoan hô đoàn chúng mình. Viva la compagnie, viva la, viva la, viva la mu, viva la, viva la, viva la mu, viva la mu, mi trưởng, viva la mu, viva la compagnie, hát chung. Viva la, viva la, viva la mu, viva la, viva la, viva la mu. Viva l'amour, viva l'amour, viva la compagnie. Xin một lần nữa nha, tất cả cùng hát. Thì được tôi hát một câu xin trả lời viva la compagnie. Let every good fellow now join in the song. Viva la compagnie. Some centuries heard it and passes along. Viva la compagnie. Viva la, viva la, viva l'amour. Viva la, viva la, viva l'amour. Viva l'amour, viva l'amour. Viva la compagnie. A friend on your left and a friend on your right. Viva la compagnie. In all the good fellowship, let us unite. Viva la compagnie. Viva la, viva la, viva l'amour. Viva la, viva la, viva l'amour. Viva l'amour, viva l'amour, viva la compagnie. Now white and white of silver expanse. Viva
l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive la compagnie. Chúng mình hoan hô, chúng mình thôi, vive la compagnie. Giọt nắng nói với tôi lưng mẹ sang gầy đôi tay hẹn số một luôn, cái số một luôn. Mưa nói với tôi rằng mẹ gầy gầy mẹ không dung đứng. Trời gió nói với tôi xin mẹ dần tàn mẹ đau mỗi thương. Thàn sương nói với tôi rằng chẳng như mày. Mẹ tôi không nắng trên đồng, mẹ tôi buồn cười dưới sông, mẹ tôi ôm gió ban chiều, mẹ tôi mang sương sớm mai. Để con tắm nắng mai hồng, để con hoàn giấc đêm mưa, giọt sương rơi xuống biên phòng. Mẹ ơi, con lớn chi bao đời. Nghệ sĩ rất là vui và cảm thấy là
lòng mình có cái gì đó nó cũng trộn rộn vì cũng có những người chờ đón mình. Hôm nay thì Kim Lệ không hát bài hát của mình sáng tác, không ngâm những bài thơ của mình sáng tác nữa, mà là hát một bài hát. Bài hát này thường được rất là nhiều người yêu thích trong dịp xuân về. Bài hát của một nhạc sĩ mà hiện tại anh là sếp của Kim Lệ, anh là chủ tịch hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, với bài hát Mừng Tuổi Mẹ. Yeah.
dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thế tôi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi. Thì phải đến một tiết mục vui nhộn thì phải Gia Lộc. Gia Lộc muốn cho chúng mình rút sổ số. Ngày xưa nên chén ta chúc nơi nơi mừng anh nồng phu mùi lúa thơm hơi, người thương ra lời nhiều lắm mà không biết đâu cái sổ số nó nằm ở cái lời nào đấy. Có nhiều người chả lo rút lời cuối gì cả, cái năm nhát nó nằm ở cái sổ số chung số. Thưa quý vị, phần sổ số chúng tôi thì ai cũng có một lời chúa ấy, nhưng đặc biệt trong lời chúa đó thì lại có một cái câu nào đó được đóng khung, được tô màu, được gạch dưới, chỉ có một chữ thôi. Vậy xin những quý vị đó là bơn lên đây để đọc câu đó lên, xong rồi là phần thưởng tặng về cho những người ấy. Xin xem tờ vé số của mình, vé nào có chữ à, vâng đấy, đây là một bạn nguyên trưởng lớp đạo của tôi, một bạn trong trục dương và ai nữa có gạch dưới, đúng đó, đó đúng rồi, chữ nào để đứng đây? Không được không? Vâng, ít ra là chúng thấy có ba vị đã chung. Vậy xin ba vị đọc chúng tôi không? Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Lời Chúa từ của Thánh Roma, Thánh Phaolô gửi Thánh Luân của Roma. Hãy nhiều khó dùng đôi tay của mình làm mà làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với người tin. Ông giám đốc nhà kính tiên này bảo được đăng nhủ hãy làm ăn lương thiện để có gì mà chia sẻ với người túng thiếu. Trên đây Đông Nhi và chị sắp đang giống nhau cho nên Đông Nhi đọc cho các chị. Lời Chúa, đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Đã có hai người cũng giống nhau, cho nên cái chữ được gạch dưới là hãy lấy thiện mà thắng ác. Vâng, thế thì cái phần thưởng các bạn đang được chờ, đang được để trên này. Trong bốn cái chữ này thì chữ nào, cái câu nào dài nhất đâu, nhiều chữ nhất thì đến với phần. Không phải. Đóng khung tô màu, đóng dấu đằng sau. Đóng dấu tên tôi đằng sau.
không có lấy bút này mà tô được. Còn thiếu một bé nữa bằng ai chúng cho nên xin cảm ơn quý vị. Tôi ghi nhận sự hiện diện của ca sĩ Xuân Trường vì con phải chạy xô. Đồng nghi có phải chạy xô ở đâu con? Đồng nghi nhường cho Xuân Trường hát trước. Bố mời Xuân Trường. Lời đầu tiên con xin chào và bố, quý vị. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và phút đầu tiên con xin gửi đến bố cũng như tất cả quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân và Xuân Tiên, các khúc mang tên Về Dưới Mái Hiên. Người ơi mong về đây, về bên bên hơn tay cầm tay, cười lên tràn chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm đầy. Về đến trong lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tiên, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhận nhau về đây. Nhà anh trong chiều nay lìa đêm đấu thầu vai kề vai, và nghe câu hát yêu đời ơi hát mãi sau không nguôi. Vì thương yêu để nhau, vì thương những chiều đưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Hồng dưới ấm, bên hồng tươi, tiếng ca xa vời hát mừng, lưng lưa hồng tươi. Ơ, nỗi lòng trang chứa, hỡi người ơi, biết sao cho vừa tình thương của bên hồng son. Chiều nay đưa còn rơi, chiều nay bến hồng đang còn say, chiều nay vừa sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bóng mái nhà đang chờ ai, kia bóng bến hồng đang còn tươi, thiên nhiên lên đầy vơi. Kia bóng bến hồng
đang còn quê, thiêng liêng lên thầy ơi. Nào ai xa ngàn lê, khi bóng mái nhà đang chờ ai, khi bóng bến hồng đang còn quê, thiêng liêng lên thầy ơi. Lợi dụng giữa hai show diễn chạy về đây diễn cho chúng ta nghe. Tại cái sân khấu này có giá lắm chứ. Người tiếp theo cũng là một ca sĩ sáng giá, chúng tôi mời ca sĩ Đông Nhi. Sao mà Đông Nghi đứng trước sân khấu nhiều người thì không sao, nhưng mà đứng trước mọi người đây không có bao nhiêu người mà Đông Nghi hơi run một chút. Không biết tại sao như thế. Vâng, để góp vui chương trình ngày hôm nay thì Đông Nghi xin gửi đến một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Minh Châu, bài hát được mang tên Thì Thầm Mùa Xuân. Âm nhạc cho anh nhé.
có mời ca trưởng Hoàng Dương và Trùng Dương chúng ta lên trên này và chúng ta hát chung với tất cả mọi người bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Bây giờ là đúng 9 giờ, các phòng công nghiệp quá.
không lẽ chúng ta cảm ơn Gia Lộc, cảm ơn anh Hán nữa sao? Không, chúng ta cảm ơn nhau. Chúng ta cảm ơn nhau mà. Và hẹn rằng năm tới cũng vào ngày này giờ này chúng ta lại gặp nhau ở đây. Xin chúc tất cả một năm mới bình yên và hạnh phúc. Xin cảm ơn.